oanh liệt ngày nào. Giá như tôi sáng mắt thì linh hồn của người ta cũng không bị con quỷ ăn mất. Tất cả là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Sáng lắm. Cậu nhìn thấy tương lai của con rất sáng. Nếu như có người chữa được cho em sáng mắt, em có đồng ý theo chị không? Ba, mẹ, Lý Du. Cái gì mà xàm xí, bí thuật trì chú gì của em nè. Chị đừng có nói như vậy, cái này là sách của ba mẹ em để lại đó. Nhận với Tình Lâm, đi tìm Thiện Tâm. Lần này con nhất định phải sáng mắt. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Đó mới là lẽ sinh tồn của nhân loại. Xe đụng mà chết ở ngoài đường là hồn của người đó sẽ bị giam ở ngoài đường luôn, không có về nhà được đâu. Sắp được thấy quỷ rồi. Tụi em tùy tiện hành pháp như vậy, coi chừng làm rối loạn nhân quả âm dương đó. Thấy người gặp nạn thì mình giúp thôi, quan tâm mấy cái chuyện đó để làm gì. Tình Lâm, đây là con quỷ hay đi theo phá tụi mình đó. Vậy thì hành pháp. Tập luyện theo cái phương pháp của cậu, mắt nó màu sáng lắm. Đợi vài chục năm nữa con mắt có sáng lên được không? Nguyệt Minh, con đã bị quỷ ma che mắt mất rồi. Tại sao vậy, làm như vậy?